Món này là mẹ đi ra đồng bà Tư đem mà nhớ hoài. Mà nhìn ngon quá à. Bữa nay ăn món gì mà rủ mình đi chị? Bữa nay mẹ kho tương, kho sả. Rồi mình chặt chuối về mình chấm. Ăn rau hả? À, rau chuối. Mình làm rau chuối mình chấm tương. Ở này cao quá không? Cái bắp của nó mỏi thôi. Hả? Bự quá không? Vừa vừa được rồi, tại vì bự quá ăn không hết. Cái này mình vác nổi hết cây này không Minh? Mình lột ra nó nhỏ lắm. Đâu. Còn lột vỏ nữa mà. Nhà đây là chị nè. Đấy. Nặng á. Nhà cô Sáu có cái vườn chuối phía sau không ai hái, không ai chặt nữa mình chặt. Ăn lần lần hết hả rồi. Mỗi lần qua nè. Ăn cô Sáu đi Sài Gòn à, bỏ vườn không nhà trống mình qua mình xài giùm. Cái này nó lên cây con hoài à Sơn. Dạ. Đó, nó lên hoài đó. Trước nhà mình có trồng nhiều. Trước nhà mình trồng nhiều lắm mà bây giờ hết đất trồng rồi. Rồi để nguyên cây cho Minh vác về coi, nói không? Chọc với Minh. Tại vì mình chỉ cần lấy cái ruột thôi, mình gọt sẵn. Mình dám nổi cái này không? Nặng. Chứ hồi đó lấy cái này chơi gì? Chơi làm nhà. Màu sườn vậy đó. Với làm nhà đó. Chơi chơi nhà đồ dỗ đó à, đi lấy lá chuối để lót ha, rồi đi chặt mấy cái cây tre bên cạnh có bụi tre nè, chặt để dựng nhà, cái lấy mấy cái rơm á chị làm dắt và xưa xiên ha. Chơi đồ dỗ tại vì mấy đứa nhỏ hồi xưa đâu có tiền để mua đồ chơi, toàn là đi nắng đất nè, cái đi làm nhà, chơi sắt ba cái lá cây, lấy lá lồng đèn làm tiền. Để sắt mấy cái này là nấu đồ ăn. Vui ha. Đó, chơi vui lắm rồi, dạ. Rồi nhảy dây nấu ăn. À, chơi cò chẹp lâu quá quên hết ha, tạt lon. Rồi chơi gì ta, cò ông ăn quan á, nhỏ nhỏ bằng nhôm vậy là nấu nữa. Hồi xưa đâu có son nhôm đâu, lấy lon sữa bò. À, lon sữa bò có khi người ta cũng có bán nữa. Bán mấy cái son nhỏ này. Hồi xưa đâu ít có ai có tiền mua lắm mấy đứa nhỏ. Rồi được rồi, đi về. À, cho mình vác đi. Ta nuôi vịt á, xin dạ. Mấy cây chuối mà ở chỗ rồi người ta bỏ á. À. Như còn chuối lõm. Là cái đó mình ăn không được, nó quá già không? Dạ. Còn chuối này, chuối non nó còn cái ruột bên trong. Dạ. Còn chuối kia cái nó cứng, cái ruột cứng lại luôn ha mà. Nó còn cái lõm lỗi. Cái lỗi, dạ. Chuối lõm. Vậy là mỗi cây chuối nó ra một vài lá hư luôn ha, cây đó. Thôi, nên ra cái cây con khác, không ra quầy khác. Dạ. Yeah. Hồi đó mẹ nói sao đốn uổng quá không để ra quầy. Bây giờ nó ra vậy thôi. Là cái lõi nó cứng lại là ra quầy cái xong. Một quầy. Cái bự quế mẹ sung quá ha. Mình cắt như vậy nó mới lên cây khác. Chứ mình thấy cái đọt như vậy cái nó không có lên mạnh. Mà mình cắt hay xa xa vậy nè. Dạ. Xa xa nhà nhánh hả? Xa xa nhà nhánh khác. Mình vô mình thơm quá.
để nó ra bông. Dạ nhiều rồi mẹ. Bụi này sung quá hả? Hôm nay mẹ không cắt hay sao không ra quá chừng mẹ? Thì mình ăn lần lần vậy nè. Mình cắt lần ăn rồi nó chở ra hơi lâu. Cắt từng phía vậy hả? Từng phía này là nó ra bông nữa mẹ. Vậy là cắt xây vòng. Bên này cắt lõm bên đây. Cái mai bên kia xây vòng lại. Chờ cái này mình cắt xa, sau. Dạ. Cái này nó liền khác. Mình trồng ít mà. Dạ. Của mẹ không cắt nó lên bông nè. Bông nữa là đẹp quá ha. Nè. Bọc vàng nó là sao? Dạ. À, cái này cái nó bông ha. Này hẻ hả mà. Dạ nó sao? Hột già. Dạ. Giờ mình lấy hột đi rải hả mà. Mình lấy hột mình trồng. Thì mình giết cái này ra, tỉa nó ra. Dạ. Vô đây cho nó lên. Lên khế hả mà? Dì tứ cho á. Mà không dì tứ cho. Dạ. Tét lên mà trồng. Bữa nay là rau chuối chấm với tương kho xả hả? Tương kho dừa xí xả. Dạ. Đủ chưa? Dạ đủ rồi ngoại. Vậy còn dư khúc chuối nha. Má cho mượn dao cây bén không má? Sắc cái dao lục cái xả nó không lắm. Cái nào như cái nấy. Này cũng lục nữa hả? Ừ. Cái dao này nó lục hơn cái dao đen đen xem. Dạ. Mình với Sơn Hùng phụ bà cố đi. Trời ơi, con có biết ăn không? Không luôn. Không biết ăn ra không? Xin hỏi nó hơi tiếc. Thôi với lại xả dừa nè. Dạ. Ngon á. Mẹ ăn đó mà nhớ hoài luôn nha. Tương kho xả ngon hả? Kho xả với dừa. Dừa. Từ đó về nhà với Mỹ Điền xa lắm xem. Dạ. Mày lặt giỏi quá nè. Trông đều đó con. Băm nhuyễn á, ăn nó không bị sảm sảm. Dạ. Hốt hết rồi tôi. Nướng được cái gì hết á? Dạ chăng. Không làm được cái gì hết á? Cứ làm thì món cho ai? Không làm được thì tập. Nói nãy giờ lại bầm nướng lắm rồi á, nhưng mà lại vẫn bầm ra là sao vậy nội? Nói nội bầm nhuyễn lắm rồi mà sao còn bầm chi hả? Trời được rồi đó con, mình. Chị Ba Thương sáng ngày có nấu cơm không? Cười. Hồi xưa chị mẹ con cỡ con là nấu cơm cho cả nhà ăn rồi đó. Học lớp 7, lớp 8. Ừ. Bữa hả? Ba Thương là cực lắm. Với em nè. Rồi làm công chuyện sai thì bà thấy. Cái lớp 7, lớp 8 mới nấu cơm rồi. Dạ. Con leo xuống để té sao không? Ghế này cao. Cỡ bà Thương như mình là giữ em thấy mồ luôn. Bà cố nói con hồi xưa hiền quá mà sau Sơn Hùng lực sực quá. Sơn hiền hơi gác nữa. Giờ đang bưng rau về trước nha. Ở nay mình có một món rau đơn giản mà hấp dẫn. Ngon ha. Ăn gì cũng được mà hơi đậm đặc. Giờ mẹ mới làm xả nè. Dạ.
nước cốt dừa, tương hợp, đậu phộng, xả, xén gì, đậu phộng, đậu phộng với nước cốt dừa, thêm một chút xíu đường. Dạ. Đó, xén về hả? Dạ. Bữa nay cháu dai. Bữa nay mẹ làm tương kho xả, kho xả, nước cốt dừa, ăn với dưa chuối. Để cháy xả hả? Còn làm nước mắm sống thì này, xả sống, xả sống. Dạ. Cháy thơm quá. Rồi nước cốt dừa ha. Đủ rồi. Thì chắc béo dữ lắm ta. Béo dữ lắm. Rồi cho nó hơi cặn cặn lại nha. Nước cốt dừa đặc đó. Cho nó rặt lại, nó hơi sạch sạch lại. Còn đậu phộng không ạ? Phộng bỏ vô sau cùng. Mình thôi xong bỏ muối, không bỏ bột ngọt. Dạ. Chỉ đường thôi. Sợi tương có bằng rồi phải không? Bằng rồi. Không có bỏ hạt nêm hay bột nêm. Dạ. Bỏ miếng đường thôi. Nó chín thì nó đã chín rồi đó. Dạ. Ta phóng sẵn người ta bắn mình nó chín. Dạ. Rồi. Nhưng mà mình muốn làm cho vừa cái khẩu vị mình chứ người ta làm mà vậy thì nó sẽ bị hư á. Dạ. Ta làm cho đậm đà vậy để lâu không có hư. Đồ rau sống hấp dẫn ha. Không có một bàn nào hết. Xíu nhận chén cơm em. Dạ. Thèm quá rồi. Cái tương ngon quá. Mẹ nó không tốn đồng bạc nào hết hả? Mẹ xong hả? Xong. Mà múc ra. Đây, cơm thôi. Ngon quá. Rồi hôm nay mình có bữa cơm cùng mẹ. Rồi tạm biệt bà con mình ha. Hẹn gặp lại video tiếp theo. Bữa nay cho bé mình ăn chay luôn. Xin thích món này hả?